hôm nay kể cho mọi người câu chuyện về chú khủng long khi sinh ra yếu ớt nên phải chịu sự ức hiếp của anh em. Không ngờ sau khi lớn lên, nó lại chiến thắng khủng long tóc rắn, cứu anh em, trở thành thủ lĩnh đầu đàn. Câu chuyện xảy ra vào 70 triệu năm trước vào kỳ phấn trắng. Vai chính của chúng ta là một chú khủng long mũi dày vừa sinh ra chưa được bao lâu. Lúc sinh ra cực kỳ yếu ớt và nhỏ bé, lúc mẹ đút thức ăn, các anh em đều ức hiếp nó. Đẩy nó đến phía sau, muốn ăn một chút cũng quá khó. Patchy cực kỳ đói, nhìn thấy ngoài tổ rơi ra chút thức ăn. Thế là nó cố gắng leo đến ngoài tổ, lập tức bắt đầu ăn. Chính vào lúc này, có một con khủng long bị gãy răng đang đi săn, thấy nó, xông đến, cắn tai nó rồi chạy ra ngoài. May mà bố là đầu đàn, kịp thời chạy đến cứu Patchy. Nhưng đáng tiếc, tai nó bị cắn rách một lỗ, để lại vết sẹo vĩnh viễn. Nhưng Patchy lại không để ý, nó lần đầu ra khỏi tổ cực kỳ hiếu kỳ với mọi thứ xung quanh. Vốn không định về tổ, một mình dạo chơi ở bên ngoài. Đi chưa được bao lâu, nó nhìn thấy ba con khủng long bốn móng đang ức hiếp động vật nhỏ. Đừng nhìn Patchy nhỏ, nhưng gan cũng không nhỏ, lập tức đến phía trước bênh vực kẻ yếu. Kết quả là đưa thức ăn đến tận miệng khủng long bốn móng. Khủng long bốn móng vẫn nộ xông về phía Patchy. Vào lúc mấu chốt, mẹ đến kịp, ngậm Patchy nghịch ngợm lên, đưa nó về tổ. Thời gian cứ thế trôi qua, Patchy cũng dần dần lớn lên. Một hôm, Patchy đang chơi bên bờ sóng thì nhìn thấy một con khủng long mũi dày vạm vỡ đang chiến đấu với bố. Chuyện này khiến nó không hiểu. Lúc này anh trai Alex đến, nói với nó đây là truyền thống của khủng long mũi dày. Bất kỳ một con khủng long mũi dày giống được thành niên nào cũng có thể khiêu chiến với thủ lĩnh. Thắng thì có thể ngồi lên vị trí thủ lĩnh. May mà bố đủ mạnh, bảo vệ được vị trí thủ lĩnh. Chiều hôm đó, Patchy rảnh rỗi chạy đuổi theo bươm bướm, vô tình đến bên hồ nước. Lúc này Patchy nhìn thấy trên hồ nước một con khủng long mũi dày giống cái đang đứng. Patchy thế mà yêu từ cái nhìn đầu tiên với nó. Còn con khủng long cái này cũng không ghét nó, còn rất thích cái lỗ trên tai nó. Trong lúc nói chuyện thì biết tên của cô gái là Juniper. Đáng tiếc là chưa nói được mấy câu thì mẹ của Juniper đã bảo cô đi rồi. Mấy hôm sau, Patchy mỗi ngày đều đến bên hồ nước, muốn lần nữa gặp được Juniper. Nhưng mỗi lần đều thất vọng đi về. Cuối cùng vẫn biết được từ bạn quạ. Juniper 5 ngày trước đã theo đàn chuyển đi rồi, chuyện này khiến Patchy rất buồn. Bởi vì mùa hè sắp kết thúc. Đối với loài khủng long ăn cỏ chúng nó mà nói, thức ăn ngày càng ít đi. Cho nên bọn chúng phải chuyển đến phương Nam để qua mùa đông. Đợi khi Patchy về đàn chưa được bao lâu, thì bố liền lệnh cho cả đoàn bắt đầu chuyển về phía Nam. Đây là lần đầu Patchy chuyển đi, trong lòng cực kỳ kích động. Nhưng trên đường chuyển đi không được thái bình, nguy hiểm luôn có ở khắp nơi. Một hôm, lúc bọn chúng đi đến bên rừng, đột nhiên phát hiện một trận mưa lớn sắp đến. Thế là bố sắp xếp mọi người đi vào rừng, tìm một nơi để trú mưa. Không ngờ sét lại gây ra trận hỏa hoạn cho khu rừng. Bố phát hiện nguy hiểm liền phát cảnh báo, nhắc nhở mọi người nhanh chóng rời khỏi khu rừng. Nhưng lúc này khủng long bạo chúa đến rồi. Bọn họ giống như thợ săn, vây quanh cánh rừng, đợi thức ăn đưa đến miệng. Một loài khủng long bất hạnh lại thành thịnh yến của loài khủng long khác. Bố Patchy vì cứu bọn chúng, một mình chiến đấu với khủng long bạo chúa, để cho đám Patchy có thời gian chạy thoát. Nhưng bố của bọn chúng lại không thể ra khỏi khu rừng. Sáng hôm sau, hai anh em chạy thoát cực kỳ may mắn tìm được đàn. Chỉ là thủ lĩnh đàn lại là con khủng long lần trước khiêu chiến với bố. Lúc bọn chúng phải theo đàn đi về phía trước, Patchy đột nhiên nhìn thấy Juniper đang đứng trên khối đá, khiến nó cực kỳ vui mừng, muốn lập tức đến chào hỏi. Không ngờ chớp mắt một cái, Juniper lại không thấy đâu nữa. Nhìn kỹ lại thì hóa ra Juniper chạy đến bên cạnh mẹ cô. Thế là Patchy nhanh chóng đuổi theo, nhưng Juniper dường như không để ý đến nó. Lúc này, một trận gió núi thổi đến. Lỗ hổng trên tai Patchy giống như cái còi, vang lên. Âm thanh này khiến Juniper chú ý, liền chạy đến nói chuyện với Patchy. Dưới sự hối thúc của mẹ, mới tạm biệt với Patchy. Những ngày sau đó nhàm chán nhạt nhẽo, cơn mưa thu tí tách không ngừng. Mỗi ngày đều đội mưa không ngừng tiến về phía trước, đi như thế mấy tuần. Một hôm, mưa cuối cùng cũng ngừng. Còn đám Patchy cũng đến nơi nguy hiểm nhất trên đường chuyển đi, thung lũng chết chóc. Vì nơi này là địa bàn của khủng long tóc rắn, loài khủng long ăn thịt cực kỳ tàn bạo. Bọn chúng mai phục xung quanh thung lũng, lúc nào cũng chuẩn bị đánh úp những con khủng long ăn cỏ đáng thương. Đợi đàn Patchy đi vào trong thung lũng, khủng long tóc rắn bắt đầu hành động. Sự xuất hiện của chúng khiến đội ngũ khủng long mũi dày hỗn loạn, dọa cho khủng long mũi dày hoảng loạn tháo chạy. Đây cũng chính là kế hoạch đi săn của khủng long tóc rắn. Sau đó chúng liền tách đàn khủng long mũi dày yếu ớt ra, trong đó có Patchy với Juniper. Chính vào lúc khủng long tóc rắn bắt đầu đánh úp khủng long mũi dày yếu ớt, thì đám Patchy bị chen rơi vào trong sông, nước sông chảy xiết đẩy chúng đi ra. Đợi khi chúng tỉnh lại lần nữa, phát hiện thế mà bị dòng sông đẩy đến bờ biển. Lúc Patchy tìm được Juniper thì phát hiện chân nó bị thương rồi, còn may là vết thương cũng nhẹ. Bây giờ chuyện gấp chúng cần làm chính là nhanh chóng đi tìm thức ăn. Bởi vì từ lúc chúng vào thung lũng chết chóc cho đến giờ thì chưa ăn gì, đã cực kỳ đói rồi. Chính vào lúc này, mặt đất bắt đầu rung chuyển, từ trong màn sương phía xa, một đàn khủng long khổng lồ đi ra. May mà tính cách loài khủng long ăn cỏ Edmonton khá ôn hòa. Thế là đám Patchy liền đi theo phía sau đàn khủng long này, xem thử có thể tìm thấy thức ăn không. Nhưng Juniper vì chân bị thương, đi không được bao xa thì kiên trì không nổi liền nằm bò ra đất. Patchy chỉ đành quay lại, bảo vệ bên cạnh Juniper. Cứ như thế mở trừng mắt nhìn Alex đi theo đám khủng long Edmonton dần đi xa. Juniper khuyên nó nhanh chóng đi theo, nhưng nó sao có thể yên tâm để Juniper lại chứ. Sau khi nghỉ ngơi được một lúc, Juniper cuối cùng cũng dần khỏe lại. Thấy khủng long bay đến, chúng nhanh chóng chạy lên núi.
Không lâu sau, màn đêm bao trùm mặt đất, nhưng lúc này đám Pachi lại bị lạc đường rồi. Kết quả là lại mơ hồ xông vào địa bàn của khủng long lông tơ, gặp phải tấn công của khủng long lông tơ. Hai chú khủng long con trong lúc tuyệt vọng lại nổi lên lòng dũng cảm chiến đấu với khủng long lông tơ. Không ngờ, khủng long lông tơ thế mà lại là cá trong tranh Tết, nhìn được chứ không dùng được. Bị Pachi đánh cho chạy, sau đó chúng liền nhanh chóng rời khỏi nơi này. Xuyên qua khu rừng, chúng dưới cực quang mỹ lệ, đi xuống núi. Ở đây, chúng cuối cùng cũng tìm thấy đàn của mình. Juniper tìm thấy bố mẹ của nó, còn Pachi cũng nhìn thấy Alex. Đây chính là nơi nghỉ ngơi dưỡng sức cho loài khủng long ăn cỏ. Chớp mắt, đông đi xuân đến, vạn vật sinh sôi, đã đến mùa loài khủng long mũi dày quay về rồi. Dưới lệnh của thủ lĩnh, đám Pachi bắt đầu chuyến đi về tổ. Trải qua một hành trình gian khổ, Pachi cuối cùng cũng đến nơi từng là nhà mình. Còn lúc này cũng thấy tiết mục tìm bạn đời của khủng long mũi dày đực. Lần này Alex khiêu chiến với thủ lĩnh, hơn nữa còn giành được thắng lợi, trở thành thủ lĩnh mới. Kẻ thắng có quyền chọn bạn phối ngẫu. Để Pachi không nghĩ đến nữa, Alex thế mà lại chọn Juniper. Còn Juniper cũng chỉ có thể tuân theo quy tắc, không còn cách nào, chỉ có thể xin lỗi Pachi. Pachi không cách nào tiếp nhận được sự thật tàn khốc, lại không thể thay đổi hiện thực. Chỉ có thể mở to mắt nhìn Alex với Juniper dần đi xa, im lặng nhẫn nhịn. Lại đến mùa chuyển đi trong năm, lần này là Alex dẫn đường. Đáng tiếc là kinh nghiệm không đủ, nó thế nhưng lại muốn dẫn đàn đi đường tắt, xuyên qua mặt sống đang đóng băng. Kết quả vì thể trọng loài khủng long mũi dày quá nặng, đè vỡ mặt băng, không ít con khủng long bơi vào trong sông. Lúc này, Pachi vội hô hoán đàn quay lại bờ. Nó đâm gãy cây, bắt đầu mở một con đường mới, đưa đàn trốn đi. Không ngờ Alex đến sông đối diện lại phẫn nộ bất thường. Nó cho rằng Pachi đang khiêu khích quyền lực của nó. Đợi sau khi nó hội hợp với đàn, nhanh chóng muốn xử lý Pachi, khiêu chiến với nó. Kết quả Pachi bị đánh bại, bị Alex đâm ngã ra đất, còn bị một gốc cây gãy đè xuống. Cuối cùng Alex đưa đàn rời đi, nó không cho phép bất kỳ ai đi cứu Pachi, điều này khiến Pachi vô cùng tuyệt vọng. Chỉ muốn yên lặng nằm ở đó, đợi cái chết đến. Lúc này bạn quạ khuyên nó, cách chết thế này quá ngu xuẩn. Nghĩ vì cứu nó mà bố hy sinh, còn có Juniper đáng thương. Nghe được lời của quạ, Pachi phút chốc có ham muốn sống. Liều mạng đẩy gốc cây đang đè trên người nó ra, đuổi theo hướng đàn rời đi. Đợi khi nó đuổi kịp, đúng lúc nhìn thấy khủng long tóc rắn đánh úp đàn. Alex nghênh chiến đang gặp nguy hiểm. Juniper phía sau không ngừng bảo nó nhanh chạy đi, nhưng Pachi không chạy. Lúc này nó lại lần nữa nhớ đến người bố hy sinh cứu chúng. Đột nhiên cảm thấy sống ngu ngốc không bằng chiến đấu anh dũng chết đi. Huống gì Alex là anh em của nó không thể không cứu. Thế là nó dũng cảm xông lên, chiến đấu với khủng long đầu rắn. Không ngờ móng trước nhỏ của khủng long đầu rắn không cẩn thận vươn vào trong lỗ tai Pachi. Pachi tóm được cơ hội, vùng đầu, móng trước của khủng long tóc rắn bị gãy. Pachi nhanh chóng tăng tốc độ đâm vào, đúng lúc đâm trúng đầu của khủng long tóc rắn. Mấy cái răng phút chốc bay xa 7-8 mét. Các con khác trong đàn thấy Pachi thế mà đánh cho khủng long đầu rắn không kịp trở tay, phút chốc cũng dũng cảm lên. Đoàn kết lại, nghênh chiến những con khủng long tóc rắn còn lại, đánh cho chúng chạy dài. Hành động anh dũng của Pachi cũng được đàn nhìn nhận, còn Alex cũng cam tâm tình nguyện nhường chức thủ lĩnh lại cho nó. Cứ như thế, chú khủng long từng yếu đuối trở thành thủ lĩnh của đàn, lấy được cô gái nó yêu, đi đến đỉnh cao của cuộc đời. Được rồi, câu chuyện đến đây kết thúc rồi. Thích thì mời follow tôi là Review Chất, chúng ta kỳ sau gặp. Xin cảm ơn các bạn đã luôn ủng hộ những video review phim của Review Chất. Và để tiếp tục ủng hộ chúng mình, đừng quên nhấn nút like, share cũng như là để lại comment xuống phía bên dưới.